Ngày 15 tháng 3, cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam, Đông Hưng, Trung Quốc đã chính thức mở cửa đón khách du lịch sau gần 3 năm tạm dừng do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Trong ngày đầu tiên, một đoàn khách 38 người của công ty du lịch Thần Châu ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đến từ nhiều địa phương Trung Quốc đã làm thủ tục nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái theo tour du lịch 4 ngày 3 đêm tại thành phố Móng Cái, thành phố Hạ Long và thủ đô Hà Nội. Để đảm bảo các hoạt động du lịch xuất nhập cảnh, các lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng, duy trì các hoạt động xuất nhập cảnh. Hôm nay ngày 15 tháng 3, cơ quan chức năng tăng cường quân số ở luồng nhập cảnh để làm thủ tục nhập cảnh. Đại úy Nguyễn Văn Thành, trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Bắc Luân, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho biết, ngay từ khi hoạt động thông quan xuất nhập cảnh qua cửa khẩu hoạt động trở lại bình thường, lực lượng biên phòng đã tăng cường quân số, triển khai lực lượng đảm bảo phân luồng, duy trì hoạt động xuất nhập cảnh đúng quy trình thủ tục. Ngày 15 tháng 3, Ủy ban Nhân dân phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh đã có báo cáo về clip đang lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận khi ghi lại cảnh hai bảo mẫu ở Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Tâm An ở khu phố Thịnh Lan, phường Đình Bảng đè một cháu bé ra sàn nhà để nhồi cơm. Tiến hành khai thác trực tiếp thông tin từ bà Nguyễn Thị Ngọc là người có hành vi đè cháu D để đút cơm, thì bà Ngọc cho biết sự việc này đã xảy ra từ tháng 11 năm 2022. Đoạn clip là do chị Giang khi đó đang được chủ Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Tâm An thuê làm quản lý cơ sở tại khu phố Thịnh Lan, phường Đình Bảng quay và đăng tải. Thời điểm này, bà Ngọc và ông Nguyễn Văn Chiến, giáo viên của cơ sở đã nghỉ việc, thực hiện hành vi giữ cháu Đê để cho ăn cơm. Về phía gia đình cháu Đê cho biết, cháu Đê 4 tuổi là trẻ tự kỷ, chậm nói, kém ăn, được gửi tại trung tâm trên từ tháng 6 năm 2022. Cháu không có biểu hiện sợ hãi khi đưa đón cháu tại trung tâm về nhà. Trước sự việc trên, Ủy ban Nhân dân phường Đình Bảng đã yêu cầu bà Dương Thị Sim là chủ Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Tâm An dừng ngay mọi hoạt động liên quan đến giáo dục trẻ đặc biệt được thực hiện tại hai cơ sở trên địa bàn phường Đình Bảng, một cơ sở có giấy phép hoạt động, một cơ sở chưa được cấp phép, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Từ Sơn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xử lý nghiêm các cá nhân có liên quan trong đoạn clip theo đúng quy định của pháp luật. Chiều ngày 15 tháng 3, 8 bị cáo mua bán dữ liệu cá nhân của các nhà mạng đã bị tuyên án cho các tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông và làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên xử phạt bị cáo Bùi Việt Anh, Phó trưởng Trung tâm An ninh mạng, Ban khai thác mạng, Tổng công ty hạ tầng mạng VNPT.net 30 tháng tù về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Cùng tội danh, tòa tuyên Nguyễn Tiến Thành 18 tháng tù, Phạm Ngọc Tĩnh, Nguyễn Bắc Tích và Ma Duy Thanh cùng 15 tháng tù, bị cáo Nguyễn Thế Hùng lĩnh 12 tháng tù, Nguyễn Tuấn Minh 20 tháng tù treo. Riêng bị cáo Trần Mạnh Quân, cựu cán bộ công an quận Long Biên, bị tuyên tổng mức án 6 năm tù về các tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông và làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Từ năm 2019 đến khi bị bắt, Bùi Việt Anh mua bán 50 số điện thoại của Vinaphone và 400 số điện thoại của Viettel Mobifone. Cơ quan công tố cáo buộc bị cáo hưởng lợi hơn 300 triệu đồng. Đối với nhóm bị cáo tỉnh, cơ quan tố tụng làm rõ trong các năm 2019 đến năm 2021, nhóm này mua bán thông tin của hơn 600 số điện thoại và hưởng lợi tổng số tiền gần 500 triệu đồng. Còn với bị cáo Trần Mạnh Quân, đã làm giả 142 công văn lấy danh nghĩa cơ quan cảnh sát điều tra, gửi các nhà mạng để thu thập dữ liệu của 1.007 số điện thoại. Sau đó bị cáo Quân bán lại cho Bùi Việt Anh, hưởng lợi bất chính hơn 250 triệu đồng. Ngày 15 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án bị cáo Trần Phương Bình, sinh năm 1959, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á, Phùng Ngọc Khánh, sinh năm 1963, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MC và 6 đồng phạm về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng với phần luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo. Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình 20 năm tù, tổng hợp với các bản án trước đó, bị cáo này phải thi hành án tù chung thân. Bị cáo Phùng Ngọc Khánh 18 đến 19 năm tù, tổng hợp với bản án trước đó, bị cáo này phải thi hành án 30 năm tù. Bị cáo Nguyễn Đức Tài, cựu Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á Sở Giao dịch,
8 đến 10 năm tù. Tổng hợp với bản án trước đó, bị cáo này phải thi hành án 28 đến 30 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo Khánh bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á là hơn 5.500 tỷ đồng, trong đó tiền gốc hơn 1.826 tỷ đồng, còn lại là lãi suất tính đến ngày khởi tố vụ án. Sáng ngày 15 tháng 3, liên quan phiên xét xử vụ án sai phạm trong cho vay tín dụng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị xử phạt bị cáo Đỗ Quốc Hùng, cựu giám đốc BIDV chi nhánh Thành Đô 8-9 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Cùng tội danh, Viện Kiểm sát đề nghị xử phạt bị cáo Lưu Thị Bích Thủy, cựu phó giám đốc BIDV chi nhánh Thành Đô, mức án 7-8 năm tù. Bị cáo Nguyễn Văn Hà, trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV chi nhánh Thành Đô, 5-6 năm tù. Bị cáo Lại Minh Ngọc, phó giám đốc BIDV chi nhánh Thành Đô và bị cáo Phạm Anh Tài, cựu trưởng phòng tín dụng BIDV chi nhánh Thành Đô, mức án 3-6 tháng đến 4-6 tháng tù. Bị cáo Lê Vũ Thanh, cựu cán bộ BIDV và bị cáo Đỗ Xuân Khoan, phó giám đốc BIDV chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh, mức án 30-36 tháng tù cho hưởng án treo, hạn thử thách 60 tháng. Trong vụ án, Viện Kiểm sát cho rằng bị cáo Đỗ Quốc Hùng đã thấy Kenmark và chủ sở hữu Jamaster có năng lực tài chính không rõ ràng, chưa có kinh nghiệm thực hiện dự án tại Việt Nam. Bên bảo lãnh cũng không có tài sản đảm bảo khoản vay 68 triệu đô la Mỹ. Dự án mà Kenmark thực hiện không khả thi, không đảm bảo các điều kiện vay theo quy định của BIDV, nhưng bị cáo Hùng vẫn ký văn bản đề nghị trụ sở chính BIDV phê duyệt cho vay, đồng thời không chỉ đạo thực hiện việc giải ngân hai bước theo đúng chỉ đạo của hội sở. Quá trình giải ngân, các bị cáo cũng không lưu ý đến chỉ đạo của hội sở BIDV về giải ngân hai bước nên đã thực hiện giải ngân cho Kenmark vay và để lại hậu quả như cáo trạng quy kết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã có báo cáo cập nhật ngày 15 tháng 3 về xu thế thời tiết và thiên tai trên cả nước từ nay đến tháng 6 và tháng 9. Trong báo cáo, các chuyên gia nhận định, nửa cuối tháng 3 sẽ xuất hiện nắng nóng cục bộ, xuất hiện tại khu vực Tây Bắc của Bắc Bộ, vùng núi phía Tây thuộc Bắc Trung Bộ và tiếp tục duy trì ở khu vực Nam Bộ, sau đó gia tăng về cường độ và mở rộng dần sang các nơi khác của khu vực Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ vào tháng 4 và tháng 5. Nhiệt độ trung bình trên hầu khắp cả nước trong tháng 4 năm 2023 phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C. Từ tháng 5 đến tháng 6, nhiệt độ trung bình có xu hướng cao hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình cùng thời kỳ của nhiều năm trên phạm vi cả nước, có nghĩa là mùa hè năm nay ở miền Bắc sẽ nóng hơn. Ngày 15 tháng 3, Bệnh viện K đã thông tin về việc thực hiện thành công ca phẫu thuật khối u quái ác ở mắt cho một bệnh nhi 4 tuổi, người dân tộc Hà Nhì ở Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Bệnh nhi D sinh năm 2019 ở Mường Tè, Lai Châu. Khi sinh ra, em khỏe mạnh, phát triển bình thường. Tuy nhiên, tới năm 2021, gia đình em thấy có khối u ở mắt nên đưa đi khám. Em đã được phẫu thuật sinh thiết u tại Bệnh viện Nhi Trung ương vào tháng 4 năm 2021. Kết quả giải phẫu bệnh: sarcoma cơ vân thể bào thai. Sau đó, bệnh nhi được điều trị hóa chất bổ trợ, xạ trị tại Bệnh viện Trung ương Huế và theo dõi điều trị tiếp tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Khoảng 2 tháng gần đây, khối u tái phát, càng ngày càng phát triển. Tới đầu tháng 3, người nhà đã đưa bé D tới Bệnh viện K trong tình trạng khối u quá to. Sau khi thăm khám, ekip phẫu thuật của Bệnh viện K do bác sĩ Nguyễn Đức Liên, trưởng khoa ngoại thần kinh đã quyết định phẫu thuật, cắt bỏ khối u kích có đường kính 15cm tại vùng mắt của bệnh nhi D. Hiện tại, bệnh nhi D đang được chăm sóc tại khoa ngoại thần kinh trong tình trạng sức khỏe đang hồi phục, tỉnh táo, nhưng cậu bé sẽ tiếp tục phải theo dõi liền vết thương và điều trị, hóa trị. Ngày 15 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã ký quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng hai bãi đậu xe đầu đèo Brent và bãi đậu xe kết hợp bến xe khu vực ngã ba Dara Hoa, huyện Lạc Dương. Cụ thể, bãi đậu xe đầu đèo Brent nằm ở phường 3 thành phố Đà Lạt và xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, có quy mô 38,2 ha, phục vụ khoảng 790 xe buýt, 122 chỗ đậu xe buýt cỡ nhỏ, 200 chỗ đậu xe taxi, xe ô tô con sẽ kết nối với quốc lộ 20.
còn bãi đậu xe kết hợp bến xe khu vực ngã ba Darahua sẽ kết nối với quốc lộ 27C, nằm một phần tiểu khu 144A, xã Đạ Sa, huyện Lạc Dương với quy mô 36,6 ha, phục vụ khoảng 817 chỗ đậu xe buýt, 83 chỗ đậu xe buýt cỡ nhỏ, 60 chỗ đậu xe taxi, ô tô con. Thời gian qua, thành phố Đà Lạt đứng trước áp lực phương tiện ngày càng gia tăng khi khu vực trung tâm Đà Lạt vào dịp lễ Tết thường xuất hiện cảnh ùn ứ giao thông. Việc thiếu các bãi đậu xe khu trung tâm cũng khiến những phương tiện lớn gặp khó khăn khi tìm chỗ đậu xe, buộc đậu dưới lòng đường gây cản trở giao thông.